Nhưng hôm nay là có bạn nào trúng này không? Không thôi. Lệch hết luôn không? Em là già quá. Đã để bầm cuồng hết. Già quá. Không trúng ngày nữa. Đầy tháng cũng có. 18. Từ hôm nay mà trúng ngày thì cũng là... Quá hơn tháng rồi. Cũng trùng với ngày cưới của anh. Anh nghe. Đúng ngày 27 tháng 2.